Hello YouTube, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gà Tây Tây. Dành cho những ai lần đầu tiên đến channel của mình thì mình tên là Gà Tây. Và cái channel này của mình thì sẽ nói tất tần tật về cuộc sống của mình, cũng như là về việc đi du học và đi làm ở Mỹ, thể theo nguyện vọng của các bạn nữ. Ở trong suốt những cái video trước mà mình đã up, các bạn request và hỏi rất là nhiều liên quan đến skincare cũng như là make up. Thì phải nói thật ra là mình cũng không phải là chuyên gia trong việc kiểu skincare hay là make up đâu. Tất cả những cái gì mà ở trên mặt mà mình hay táp lên mặt thì cả đều mình học ở online cũng như là học từ những người bạn của mình. Tuy nhiên là để thôi đáp ứng sự tò mò của mọi người, hôm nay mình sẽ làm một video gọi là Get Ready With Me. Ngày hôm nay mình sẽ đi tham dự buổi công chiếu phim Vợ Ba ở Mỹ. Chính vì thế nên là hôm nay thì mình sẽ nhân tiện là make up và làm video Get Ready With Me. Mọi người sẵn sàng chưa? Yo! Trước khi make up, mình thường tẩm ướp lên mặt mình một số các cái bước dưỡng da cơ bản, giống như là rửa mặt xong thì mình dùng toner để cân bằng độ pH này, cái này thì ai cũng biết. Thì tất cả những cái mỹ phẩm cũng như là đồ trang điểm mình sử dụng trong cái video này mình sẽ link hết dưới phần description. Ui, kiểu bị mụn ấy, đỏ luôn phát ở mũi. Sau khi mà làm mặt sạch rồi thì mình apply cái toner này lên mặt để cân bằng độ pH cũng như là dưỡng ẩm cho da trước khi mà make up. Tại vì da mình từ ngày qua Mỹ bị khô á, cho nên là nó cứ bong ra thôi. Da nhìn nó cũng không hoàn hảo lắm đâu. Da mình thì xưa đến nay nó khá là lành, cũng không bị mụn nhiều lắm. Tuy nhiên là thỉnh thoảng thế nào mà đến gần ngày rớt dâu ấy thì sẽ bị nổ 1-2 em mụn gì đấy. Thì sau khi apply toner xong thì mình dùng cái xịt khoáng này tăng thêm cái độ ẩm. Tại vì là khi mà mình trang điểm đậm lên một chút ấy, bình thường mà khi mình đi làm thì mình chỉ đánh kem chống nắng và một lớp kem lót thôi, chứ mình không có dùng kem nền. Một lớp kem lót và kẻ lông mày rồi đánh son hết. Tuy nhiên là tối nay phải lồng lộ một tí, cho nên là phải cần cái dưỡng ẩm cho da. Da mình mà kiểu make up ấy, make up buổi sáng đến buổi trưa nó trôi đi hết rồi, chả còn cái lớp gì luôn ấy, chả hiểu sao. Sau khi mà xịt khoáng dưỡng ẩm xong thì mình sử dụng đến dầu dưỡng ẩm của Drunk Elephant. Bạn da dầu thì không nên dùng ấy, không thì nó sẽ lên mụn ấy, nó bí ấy. Nhưng mà những người da khô như mình thì nên dùng nhỏ 2-3 giọt lên tay. Thì mình không có bôi trực tiếp lên da đâu, thường là mình kiểu xoa này ấy, sau đấy là mình ấy nhẹ này thôi. Sau khi mà dưỡng ẩm xong thì kem chống nắng, mặc dù là mình đi buổi tối nhưng mà không hiểu sao trước khi mà make up mình vẫn quen dùng kem chống nắng ấy. Có thể là để cung cấp thêm độ ẩm cho da, và cũng như kiểu là khi mà mọi người đi ra ngoài ấy, cái ánh đèn neon ấy nó cũng có thể gây tổn hại cho da. Chính vì thế nên là mình nghĩ là một cái lớp kem chống nắng nó sẽ rất là bảo vệ làn da tối ưu. Thế nên là dù đi chơi buổi tối mình vẫn bôi kem chống nắng các bạn ạ. Vậy mình chấm lên các điểm trên mặt thì sau đó xoa đều. Kiểu thật ra là những cái cách mà mình sử dụng bây giờ ấy là toàn mình học trên mạng, nó cũng không quá là công thức lắm. Thì cái này mình dùng gần 2 năm rồi và mình cảm thấy dưỡng ẩm khá là tốt, và cũng như là từ ngày mình sử dụng kem chống nắng này ấy, thì cảm giác là da nó đỡ bị hư tổn hơn. Tại vì ngày xưa da mình rất là bắt nắng. Nếu mà mọi người có coi mấy video của mình ấy, thì clip nào mình cũng mà đi ra ngoài đường mình cũng sẽ đều nói là mình ghét trời nắng. Tại vì da mình cực kỳ bắt nắng luôn ấy. Da mình bắt nắng cho nên là dễ bị đen nữa. Xong thì bây giờ mình bắt đầu đến kem nền nhé. Bây giờ mình đến kem lót. Cái loại này thì mình cũng dùng mấy năm nay rồi. Đây này, cái loại này này, cái primer này, nó bán thêm cả màu xanh lá và màu tím, như kiểu là để color correction những cái vùng đỏ trên da mặt ấy. Tuy nhiên là mình không dùng cái loại đó, tại vì là cái color correction mà để che những cái vùng đỏ trên cánh mũi này thì mình sẽ dùng một loại khác. Đừng quên là cả cổ nữa, tại vì hôm nay mình sẽ mặc trang phục hở cổ. Đấy. Thì mình cũng giống như mọi người, mình sử dụng Beauty Blender. Mình học theo cách
của các beauty blogger trên mạng là chấm 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 này này, vỗ vỗ rồi lăn 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 này, lăn 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 này. Thường thì mình sẽ để tóc thường, nhưng mà khi đi chơi ấy, thì mình sẽ sử dụng tóc nối kẹp. Chính vì thế nên là mình để như này cho nó có volume. Tí nữa mình xấy tóc lên thì tóc nó có độ phồng. Thế sau đó thì nối cái tóc kẹp vô thì nó sẽ không bị xẹp mất tóc. Tiếp theo là mình sẽ dùng đến BB cushion. Như mình đã nói thì mình không có dùng kem nền, tại vì kem nền cảm giác như là nặng mặt này, xong rồi nó dày quá, mình không được có thoải mái tự nhiên lắm. Thì mình dùng cái BB cushion này 3 năm rồi của Lanet. Thì mỗi lần mà mình đi ngang qua sân bay Hàn Quốc á, là mình mua một hộp to này to. Trong một cái hộp to đấy thì có hai cái hộp nhỏ. Trong hai cái hộp nhỏ đấy thì nó có một hộp phấn như này, kèm theo là một cái gói để refill. Thì có nghĩa là mua một cái hộp như thế khoảng tầm 50 đô thì sẽ được tận 4 hộp phấn lận. Lâu lâu mình đi Hàn ra nó có những cái limited edition này, dễ thương không? Cho nên là bây giờ mình vẫn còn giữ lại những cái hộp như thế này, chỉ thay cái lõi thôi. Cái cushion BB này khá là ẩm, cũng như là nó trong suốt ấy. Mình thì thích cái cách trang điểm mà kiểu trang điểm như không trang điểm. Mình không muốn kiểu cái mặt mình nó dày phấn quá, cho nên là thường là mình dùng BB cushion thôi. Xong cái lớp kem nền, tạm cho là kem nền đi, tại vì mình không có đánh phấn nền, nên cái bước kẻ lông mày, vì nhìn lông mày không có nhìn nó buồn cười lắm. Cái lông mày mà mình sử dụng ở đây là lông mày của Dior. Mình có sử dụng hai loại bút kẻ lông mày, một cái loại dạng chì của Givenchy, thì cái này là màu nâu. Cái này là màu nâu thì mình hay dùng để đi làm. Còn cái mà của Dior này này thì là màu gọi là màu mai khôi, có nghĩa là màu nó hơi nâu, hơi cho một chút, hơi ghi một chút. Xong động tác kẻ lông mày, kiểu mình cảm giác kiểu mình không có quen với việc beauty blogger lắm ấy. Tại vì thật ra là đấy, mình nhắc lại là mình đâu phải chuyên gia đâu, tại kiểu mình không có duyên cho cái việc hướng dẫn mọi người làm make up ấy. Tiếp theo là mình sẽ đến cái bước đánh mắt đi. Thì cái phần mắt mà mình thường sử dụng gần đây nhất là phần mắt của Tom Ford. Cái này là nó là cái bảng màu ấy. Đấy, cái bảng màu này khá là tiện dụng. Đầu tiên thì mình có cái màu champagne là cái màu nền ấy, thì mình sẽ đánh hết các cái vùng màu mắt này. Nếu mà mình có làm cái gì mà kiểu không đúng ấy, những cái bạn nào mà cảm thấy là chuyên gia về trang điểm và make up thì có thể comment ở dưới để mình rút kinh nghiệm hơn trong cái việc mà make up trang điểm của mình. Đấy, đánh hết cái phần màu mắt này này. Mình kiểu đánh mắt trang điểm theo bản năng ấy. Có cái gì là mình tát 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 lên mặt. Sau đó thì đánh cái màu màu này như kiểu màu hồng đất cũng không phải, kiểu cam đất. Đánh cái phần mí mắt này cho nó đậm lên. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Thì đã đánh xong mình sẽ nhắm mắt lại cho mọi người xem nhé. Còn cái phần đuôi mắt ở đằng sau này nữa, chờ có điểm nhấn. Khi mà đánh cái phần mắt này xong thì mình sẽ đánh mình sẽ kẻ mắt trước. Tại vì mình thì mình không quen là kẻ mắt quá đậm. Chính vì thế nên là mình sau khi mình kẻ mắt xong thì mình sẽ đánh cái phần phấn đuôi mắt này cho nó có độ sâu của mắt, cũng như là nó không có lộ quá nhiều cái phần chì, cái phần đường kẻ eyeliner. Đấy, mình kẻ thật là mảnh thôi. Mình cũng, tại vì mắt mình lồi cho nên mình cũng không muốn kẻ mắt nó đậm quá. Tiếp theo sau khi cái phần này xong,
phần mắt xong rồi thì mình sẽ đánh đến phần yêu thích, đó chính là highlighter. Highlighter thì mình sử dụng của Dior này. Cái này nó cũng có màu champagne, khá là xinh. Highlighter thì dùng để đánh sáng những cái vùng cần sáng. Mình luôn luôn thích cái da mình có cái cảm giác căng bóng ấy, cho nên là mình thường dùng highlighter ở cái vùng thái dương này này. Bây giờ thì mình sẽ đánh phấn má, cái chu che màu hồng cam, nói chung là màu hồng cam. Đánh cái má ửng ửng giống đi say rượu nào. Đấy, ửng nhá, ửng rồi. Sau khi mà xong phần phấn má thì mình sẽ đánh phần bánh son. Chan chan. Đây là son YSL. Son này là son như kiểu lip glow, là son bóng ấy. Nó cũng không hẳn bóng lắm nhưng mà nó là son nước. Cái màu mình đang dùng thì cũng là màu cam nút. Rồi giờ còn bị mụn nữa, tí nữa mình sẽ che khuyết điểm. Xong, xong phần son rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đeo eye contact lens vào. Kiểu mắt mình bị cận đấy các bạn, cho nên là mình cứ phải đeo kính áp tròng mỗi lần đi chơi. Chứ còn bình thường mà đi làm thì mình sẽ không đeo kính áp tròng đâu. Trước khi đeo kính áp tròng sẽ rửa tay sạch sẽ. Mọi người có muốn xem mình đeo eye contact lens không? Mọi người muốn xem mình banh mắt mình sao? Đeo không vô mọi người ạ. Chọc muốn lòi con mắt luôn rồi. Ủa kỳ ta, sao con mắt bên này làm sao mà không vào? Trời ơi, gần nước mắt rồi. Rồi, vào rồi, thành công. Chuyện là lấy bông tăm lau khô đi giọt nước mắt này. Công cuộc đeo lens có vẻ hơi bị gian nan một tí, nhưng không sao, chúng mình đã cùng vượt qua. Xong màn đeo kính áp tròng gian truân thì bây giờ bọn mình sẽ đến tiếp tục cái màn làm tóc nhá. Tại vì khi nào mà làm tóc xong thì mình sẽ chỉnh sửa lại cái lớp makeup một lần cuối cùng để cho nó hoàn thiện hơn. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi sấy tóc. Đấy, sấy tóc xong rồi, tóc khô rồi. Thì bình thường sau khi sấy tóc xong mình có sử dụng một cái loại serum dưỡng tóc. Serum này là của Davinet, mình cũng sẽ link ở dưới phần description. Cái này thì mẹ mình mua cho mình để mình ngăn rụng tóc. Tại vì con gái mà, có ai hiểu được cái cảm giác mà kiểu gội đầu xong mà tóc rụng như ung thư. Đấy, thế thì mình thường sử dụng cái này, mình dùng gần hết đến nơi rồi. Chắc là phải bảo mẹ mua thêm lọ nữa. Cái này thì nó để kích thích mọc tóc cũng như là để tóc, cái phần ngọn tóc ấy, à phần chân tóc nó được chắc khỏe hơn, ngăn gãy rụng hơn. Tại vì trước đây thì tóc mình cũng sử dụng nhiều hóa chất, chính vì thế nên là nó hư tổn khá nhiều, nó cũng rụng nhiều nữa. Từ ngày sử dụng cái này thì mình cảm thấy là tóc cũng khá là dày. Có nghĩa là vì nó ngăn mình rụng tóc đi, chính cho nên là mình sẽ cảm giác như là tóc dày hơn. Tóc mới thì cứ mọc ra, còn tóc cũ thì sẽ không bị rụng nữa. Còn cái máy làm tóc ở đây thì mình thường dùng là cái máy dập phồng chân tóc ấy, để mình dùng tóc nối mà cho tóc mình nó đỡ bị ẹp, đỡ bị ọp xuống. Bình thường thì mình không có dùng, tại vì tóc bình thường của mình thì như thế này. Nhưng mà khi mà đi chơi thì mình muốn mái tóc mình bồng bánh hơn một tí thì mình dùng tóc kẹp. À, còn một điều nữa mình muốn chia sẻ là trong các cái bước trang điểm của mình ấy thì mình không thích sử dụng shading, có nghĩa là dùng tạo khối. Tại vì mình cảm giác như tạo khối là mặt mình bị nâu đi, xong rồi nó bị góc cạnh quá. Thì mình thích kiểu chu che hồn nhiên, thích kiểu tự nhiên, xương xương, kiểu Hàn Quốc. Chính vì thế nên là mình không có tạo khối. Mình sẽ chia sẻ cái bộ tóc mà mình sử dụng này ở dưới phần description, cũng như là
cái hãng mà mình đã mua. Ở trong cái hãng đấy sẽ có cái hướng dẫn sử dụng nếu mà dành cho những bạn nào mà cũng có hứng thú cho cái việc kẹp tóc giả giống mình, thì mình sẽ link ở description. Còn thấy thời lượng của video này có hạn, chính vì thế thật ra là cũng không có hạn lắm, nhưng mà để mà chỉ hết những cái việc mà kẹp tóc cho mọi người ở đây thì tốn thời gian lắm. Mình nghĩ là cũng như mình thôi, mình tự Google, các bạn tự Google đi, các bạn đừng có hỏi mình nữa. Đấy, mình đã kẹp phồng tóc xong rồi, tóc bồng bềnh rồi, em thấy bồng bềnh à? Bồng bềnh lên tí rồi. Kẹp cái này cũng dễ lắm, không có gì phức tạp cả. Kiểu tập vài lần thì sẽ quen ấy. Đấy. Dần dần nữa. Dày vỗ tóc mình hơn. Xong rồi, này, mái tóc bồng bềnh mây mây đây rồi. Thế cả bấm tràng mi cong vút cùng một chút mascara. Ui dồi dồi. Kiểu kể cả đi tiệc như này mình cũng không bao giờ dán mi giả ấy, tại mình cứ thấy nó nặng nặng ấy, thì trừ khi là mình nối mi thôi, chứ còn mình cũng không có thích gắn mi giả lắm. Mình là kiểu hâm mộ trường phái make up kiểu sương sương, một cái gì nó cũng nhẹ nhàng tự nhiên trong suốt. Đấy, xong rồi, đấy, nung ninh rồi, make up sương sương hiệu bà gà đã kết thúc. Bây giờ bà gà sẽ dẫn mọi người đi thay trang phục nhé. Bây giờ mặc cái gì đây nhỉ? Mình còn chưa biết là tối nay mình sẽ mặc cái gì luôn ấy. Chưa biết là tối nay mặc cái gì. Mình chắc nghĩ là mình sẽ chung thủy với màu đen các bạn ạ. Kiểu vẫn chưa nghĩ ra là mình phải mặc cái gì ấy. Thôi, mình sẽ thay quần áo đây, xong rồi mình sẽ cho mọi người xem là mình mặc cái gì nhé. Uber vừa mới thả mình xuống xong thì mình đã tới cái khu mà để chiếu phim rồi. Thì có thấy là mình tới hơi sớm. Không biết là mọi người có nghe rõ không? Mình vừa mới mua cái mic mới ấy. Thì mình tới hơi sớm. Và kiểu lúc nãy ngồi trên Uber, cái Uber hơi khó chịu, cho nên mình không cần nói được là cái hôm nay là vì sao mình chọn cái outfit này. Đấy, nói chung là mọi người cứ bắt mình phải quay video make up. Thì hôm nay sẽ có một cái video make up cho mọi người. Nhân tiện thì mình sẽ quay phim vợ ba, có nghĩa là không phải quay phim vợ ba mà quay cái buổi truyền thông, buổi PR của phim vợ ba ở Mỹ. À, lúc nãy thì mình cũng kiểu định chọn cái váy kia, nhưng mà nghĩ lại là thấy kiểu có vẻ không phù hợp lắm với mấy cái event như này. Váy kia lồng lộn quá, nên là mình đã thay cái váy này ra, thay cái áo này ra đấy. Bây giờ thì hãy cùng mình đi vào xem là cái buổi công chiếu phim Vợ Ba ở Mỹ thì nó có những cái gì nhé.
thì là về như kiểu là media only, là dành cho các nhà truyền thông báo chí để công bố cái buổi chiếu phim của Người Vợ Ba trên nước Mỹ. Như mọi người đã biết rồi, cái phim này thì đã được thành công ở trên một số nước rồi, và sau khi về đem về Việt Nam thì mang lại khá nhiều ý kiến trái chiều. Chính vì thế nên là các nhà làm phim của Phim Vợ Ba đã quyết định là làm một buổi công chiếu phim ở Mỹ, muốn quảng bá thêm Phim Vợ Ba đối với người Việt ở Mỹ. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong để xem phim. Mình cũng chưa xem phim này bao giờ và không biết là các ý kiến trái chiều nó sẽ như thế nào, thì mọi người cùng mình đi vào xem phim nhé. Thì có lẽ là ở trong buổi chiếu phim thì mình sẽ không quay được đâu, nên là sau khi mà xem cái phim này xong thì mình sẽ cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của mình về bộ phim này, xem là nó có thực sự như kiểu mọi người nói trên mạng không. For coming out to the Premier Cinemas tonight to support our film The Third Wife. I am so happy and proud that the film will open this week in San Jose, a city with such a strong Vietnamese-American population and amazing food. It means a lot to all of us who made the film to see that the Vietnamese-American community is embracing our labor of love. I hope you will enjoy the film and hope that you can help us spread the words so that more friends and family can watch the movie at Punyat Cinemas starting on Friday, May 31st. Thank you for going out to the theaters to support this film. You are helping to encourage more Vietnamese stories to be told in the future. Xin chân trọng cảm ơn. Chiếu ở đây thì cái buổi công chiếu của phim Vợ Ba này thì ngày hôm nay thì không có sự xuất hiện của chị đạo diễn, tại vì chị đạo diễn có công việc bận, còn một buổi công chiếu phim nữa ở dưới Los Angeles. Chính vì thế nên là chị đạo diễn có gửi lại một cái lời nhắn cho những kiểu phương tiện truyền thông hôm nay mà đi đưa tin lại cho cái buổi công chiếu này. Đây là lần đầu tiên mình coi phim này, và trước khi mình coi phim này thì mình nghe được rất nhiều ý kiến trái chiều ấy. Tuy nhiên thì sau khi xem phim xong thì quan điểm của mình cảm thấy là khá thích bộ phim này. Thích ở đây không phải là theo hướng là giải trí, mà thích ở đây vì chị đạo diễn đã kể được thành công cái câu chuyện của những người phụ nữ cách đây 100 năm. Nói chung là nếu mà dành cho những người nào mà có tính không kiên nhẫn ấy, thì tốt nhất là các bạn không nên xem phim này. Tại vì tiết tấu phim khá là chậm. Thật ra là nếu mà không tập trung hết sức thì hơi buồn ngủ. Vì là mình chuẩn bị sẵn tinh thần là đến để xem cái phim này, để coi xem nội dung ra làm sao, rồi coi những hình ảnh nhạy cảm mà báo chí đưa ra làm sao. Chính vì thế nên là mình kiểu tập trung hết cỡ để mà coi phim ấy. Nói về những cái cảnh tế nhị ở trong phim thì theo mình chia sẻ một cách chân thành nhất của một người mà đã từng học làm phim, mình tin chắc rằng là những cái cảnh đó đã được hóa trang, đã được dùng những cái thủ thuật làm phim đặc biệt để mà bảo vệ cho cô bé nhân vật chính. Thế còn mình nghĩ là để mà bàn luận về cái vấn đề nhạy cảm khác thì mình nghĩ là mọi người nên đánh giá phim theo một chiều hướng tích cực. Lời khuyên chân thành của mình là những ai mà chưa coi phim ý, thì đừng đọc báo, tốt nhất là đừng đọc báo, các bạn hãy đi ra rạp và xem phim ngay lập tức. Theo thông tin mình được biết thì sẽ không phải là cấm chiếu, mà các nhà sản xuất phim đã xin rút phim ra khỏi thị trường Việt Nam và xin kiểm duyệt lại. Thì mình hy vọng rằng là cái trong tương lai tới, một vài ngày tới thôi, thì phim sẽ quay trở lại rạp để mọi người cùng thưởng thức và cùng đánh giá một cách chân thực nhất. Thế bây giờ thì gà Tây Tây đi về đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip vừa rồi của mình. Nếu mà mọi người thấy thú vị thì like, share and subscribe cho gà Tây Tây channel nhé. Bye bye.